cậu không sao chứ? Trang, có chuyện gì đây? Tớ nói với cậu rồi, xe đèn nó khó đi, cậu thấy hậu quả chưa? Tớ mượn xe của cậu đi thử á. Cậu bảo nhà cậu nghèo, biết bao giờ mà có xe như thế này để đi, nên mượn tớ cho đi thử. Anh ơi, tuy là xe của em nó sức xe của anh, nhưng mà người làm sức ấy là nó. Anh muốn bắt đền thì bắt đền nó. Cô nói anh chủ tịch Trang Ninh nghèo. Chủ tịch? Đúng vậy. Kia là công ty của cô ấy. Công ty kia là của chủ tịch Trang á? Đúng vậy. Xe của tôi có lắp camera, chỉ cần check lại cam là sẽ biết ai đâm vào xe thôi. Vết xước này đi sửa chắc cũng tốn tầm chục triệu, nhưng mà thôi, tôi không cần. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên mà cậu đi làm. Chẳng lẽ cậu đã biết? Tôi biết là cậu đang thất nghiệp, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không có duyên làm bạn, và càng không có duyên để làm việc cùng nhau. Nhiều khi trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ không ý thức được tình bạn. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ biết ai là bạn, ai là bè. Mua! Xin lỗi cậu. Mày thế không sao? Rồi ăn mày tới cái hàng ấy, thì đáng ăn những thứ như thế này thôi nhá. Bực cả mình ấy, mất cả ngày làm việc. Cố ăn đi con. Đến bây giờ tôi mới hiểu những người nghèo khổ, yếu thế là những người không có quyền lựa chọn. Bác ơi, con có hộp cơm, mong bác và em nhận. Con đưa bác và em đi chữa bệnh nhá. Chữa khỏi thì thôi ạ. Còn trẻ mà đi ô tô như thế kia, chắc chẳng có học vấn. Người như thế, chắc chỉ có đi làm thừa BB thôi. Chẳng bù cho chúng ta, đi xin việc phải dựa vào năng lực. Đi thôi. Hóa ra cô ta cũng làm ở đây sao? Mà nhìn dáng cô ả ấy, không làm chill đây thì cũng chỉ làm sugar baby thôi. Thời buổi này cũng ghê nhỉ. Nóng rỗng ấy, nên phải đánh đổi thứ khác để kiếm tiền. Người mà nói ra được những lời như hai người thì chắc chắn là vừa không có tiền, lại vừa không có học thức. Còn trẻ thì đừng có học cách coi thường và ganh ghét với người khác. Hai người không xứng đáng làm việc ở đây. Công ty của tôi cần những người có tài và có đức. Mời hai người về cho. Chủ tịch công ty. Cách nhìn nhận về cuộc sống của bạn sẽ thể hiện rõ bạn là con người như thế nào. Bạn không cần thiết phải buồn phiền về nhận xét của mọi người. Bạn chỉ cần là chính bạn, thế là đủ. Mẹ ơi. Mẹ buồn cười thật đấy. Chỉ là cái điện thoại thôi mà con đã cố gắng đạt được thành tích cao như mẹ mong muốn rồi còn gì. Con ơi, mẹ làm lao công lương thấp lắm. Mẹ làm sao đủ tiền mua iPhone được cho con hả con? Con thật xui xẻo khi là con trai của mẹ đấy. Trung ơi. Có đôi khi tôi nghĩ việc con cái học hành giỏi giang không phải là chuyện tốt. Bởi vì khi chúng đạt được những thành tích đó, việc đầu tiên chúng nghĩ đến không phải là sự biết ơn bố mẹ mà là yêu cầu phần thưởng. Ôi, điện thoại mới này. Cảm ơn mẹ nhá. Mẹ cậu vừa cấp cứu xong, sức khỏe còn đang rất yếu. Cậu để cho cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút. Bác sĩ nói cô ấy bị lao lực vì làm việc quá sức. Em không tin. Có những thứ không mua được lúc này thì mua lúc khác, nhưng mẹ thì khác. Đừng vì những thứ xa hoa phù phiếm mà đánh mất mẹ của mình. Hãy yêu thương mẹ. Vì mẹ đã hy sinh tất cả để lo cho chúng ta từng chút. Nên hãy trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn. Chị ơi, em xin lấy tiền được không ạ? Cảm ơn ạ. Cho anh chai nước này. Em xin, em cảm ơn. Nhìn anh còn trẻ như thế này, tại sao không đi xin một công việc để làm mà lại ngồi ở đây ăn xin? Cô thấy đấy, trong bộ dạng rách rưới của tôi như này thì làm gì có ai nhận tôi. Nếu bây giờ tôi cho cậu 100.000, cậu có đi xin việc không? Có 100.000, tôi nghĩ không có sức mà làm đâu. Mấy ngày hôm qua tôi đã nhịn ăn rồi. Nếu như bây giờ tôi cho cậu thêm 100.000 nữa là 200.000. Ăn uống no say xong cậu sẽ đi xin việc chứ? Ừ, nhưng mà tôi làm gì có xe mà đi. Trông cô giàu sang thế kia, hay là cô cho tôi chút tiền đi. Cho dù tôi có cho anh nhà, cho anh xe, thậm chí là cho anh cả một công việc thì anh cũng không chịu làm. Bởi vì anh chỉ thích ngồi không để hưởng thụ thôi. Nếu thật sự bạn muốn làm thì dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng có thể tìm cách để vươn lên. Còn không thì bạn chỉ tìm lý do để bao biện cho bản thân mình thôi. Ơ, Trang đúng không? Hôm trước bảo đi du lịch cùng nhóm mà không chịu đi. Hóa ra là ở đây bán bánh mì à? Tôi rủ đi mua sắm,
đi dự tiệc cũng từ chối. Hóa ra là vì nghèo. Lấy cho tôi một bánh mì. Tiền đây, khỏi thối. Coi như tôi thí cho cậu đấy. Cảm ơn cậu. Ôi, nhìn thế này chắc là xin việc nhỉ? Giờ vào đi xin tạp vụ à? Tôi được mời về công ty làm ở một vị trí cao đấy. Tôi có điện mới tìm cô. Chào chủ tịch. Đây là cô Trang, tân chủ tịch mới của công ty chúng ta. Cô mau chào cô Trang đi. Mọi người đang đợi cô. Lần này ấy, thì cô xác định là rời khỏi công ty đi. Suốt ngày lo nói xấu người khác. Cô vào chuẩn bị đồ dần đi. Không, giám đốc đừng đuổi việc em mà. Cuộc đời rất công bằng. Mọi sự nhẫn nhịn và cố gắng của bạn đều là bước đệm tạo nên con người của bạn ngày hôm nay. Đừng vì câu nói của người khác làm lung lay bạn. Này! Cậu làm cái gì đấy? Cậu đừng có mà giả vờ tử tế. Đừng có tưởng cái cơ thể của mình đem ra mua bán chức quyền rồi về dạy đời thằng này. Tôi cứu cậu là vì muốn giúp cậu. Tôi xin lỗi. Thôi, tôi mời cậu bữa ăn. Cho tôi một bữa ăn không có nghĩa là tôi sẽ biết ơn cô đâu. Làm việc tốt đấy là từ tâm của tôi. Còn nghĩ nó xấu đấy là do tâm của anh. Tại sao tôi phải dừng làm việc tốt chỉ vì anh nghĩ nó xấu? Hãy sống như một quả trứng. Trứng thì có gì mà đáng sống? Nếu như nhìn bình thường thì sẽ thấy trứng rất là mỏng manh. Nhưng mà khi luộc qua nước sôi thì nó sẽ trở nên rất là cứng cáp. Nghịch cảnh không phải để lùi bước mà là để vượt qua. Cậu là trụ cột trong gia đình. Nếu như cậu không lo cho gia đình của cậu thì sẽ chẳng có ai lo cho gia đình của cậu đâu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách. Nhưng điều quan trọng nhất là sau đó mọi việc sẽ như thế nào. Thôi cô, con tôi nó nằm ở bệnh viện, tôi đang cần một số tiền, cô giúp tôi cứu con tôi với ạ. Làm sao mà tôi biết là câu chuyện bà kể thật hay giả? Sao em lại nói chuyện với người lớn như thế? Con của cô bị đau thế nào ạ? Con của tôi nó bị tai nạn, gãy cả chân cả tay, đang chờ nằm phẫu thuật cô ạ. Cô cần bao nhiêu tiền để phẫu thuật ạ? Khoảng 30 triệu cô ạ. Trong này có hơn 30 triệu, cô cầm lấy đi. Chị đừng đưa cho bà ta, bị lừa đấy. Cô cứ cầm lấy đi. Tôi cảm ơn cô ạ. Chị ơi, bán xin từ lần trước đã bị công an bắt rồi đấy. Không có đứa bé nào bị tai nạn cả. Có đúng là không có đứa nhỏ nào bị tai nạn không? Thông tin của bà ta có trong đây này. Vậy thì là tin tốt. Sao lại tốt ạ? Không có đứa nhỏ nào bị tai nạn, tiền mất thì có thể kiếm lại được. Còn sinh mạng thì không. Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ ra sao với nó. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào. Dừng lại, khai báo y tế, đo nhiệt độ, xịt khuẩn rồi mới được vào. Cháu có thấy công ty có cái quy định này đâu. Thôi, cháu trễ rồi. Trễ thì cũng đây là nguyên tắc của tôi. Thế chú đã báo công ty chưa? Không cần công ty, không làm đủ cái thủ tục là tôi không cho vào. Thôi thôi, cháu sát khuẩn tay rồi. Chú đo nhiệt độ cho cháu rồi cho cháu vào làm. Dừng lại, chúng mày là làm việc máy lạnh. Một cái gì là xin xin sò sò. Muốn nhanh thì chú vòi tiền á? Thích thì đưa làm cho nhanh. Nếu mà đi làm muộn ấy, đừng có trách nha. Bác ạ, bác đừng lợi dụng dịch bệnh để kiếm lợi về cho mình như vậy. Cô nói cái gì? Thôi thì cô đi để tôi làm việc. Bác làm ở công ty này mà bác không biết đây là trang chủ tịch. Chủ tịch, cho tôi xin lỗi. Bác lại lợi dụng dịch bệnh để kiếm lợi cho mình. Từ ngày mai bác không cần phải đi làm nữa đâu. Bạn làm điều tốt hay xấu thì đều có người nhìn thấy. Đừng nghĩ việc mình làm mà không ai biết.